Chương trình học hè kết hợp sau rồi ngữ pháp và phát triển kỹ năng mềm đã được diễn ra vô cùng sôi nổi tại tất cả các cơ sở của Mitsuha Junior trên toàn quốc. Vậy tham gia chương trình học hè con được gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Let's go! Đối với các lớp học ngữ pháp dành cho các con lớp 4, lớp 5, ôn tập kiến thức ngữ pháp chuyên sâu, tổng hợp những dạng thức về câu và từ trong tiếng Anh, học và nâng cao vốn từ vựng. Không chỉ học những từ vựng chủ điểm quen thuộc mà các con sẽ được làm quen với những chủ điểm từ vựng khó hơn, đồng thời có tính ứng dụng cao hơn trong tiếng Anh. Học lý thuyết là một phần, chương trình học tại Mitsuha Junior đề cao tính thực hành. Các con cần phải ứng dụng từ vựng, ngữ pháp và ngữ âm của mình để phát triển đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, với các lớp kỹ năng, mùa hè này Mitsuha Junior phát triển mạnh kỹ năng thuyết trình, giúp các con tự tin thể hiện bản thân và sử dụng kỹ thuật giọng nói để nâng cao khả năng giao tiếp. Chương trình học tại các lớp kỹ năng được thiết kế với thời lượng thực hành cao. Các con sẽ chuẩn bị bài trước tại nhà thông qua lesson preparation tại website của Mitsuha Junior. Sau đó khi đến lớp, giáo viên sẽ hỗ trợ để các con thực hành một cách tốt nhất. Và sau mỗi buổi học thì những bài tập về nhà của các con cũng là những video clip thuyết trình hay thể hiện tài năng của mình. Ngoài mặt phát triển về kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ, các con sẽ được giáo viên tại Mitsuha Junior mài giũa về tinh thần và thái độ học tập. Những học viên sẽ được học về cách làm việc nhóm, tư duy logic hay là tự nâng cao cái khả năng tự lập của mình trong học tập. Và đặc biệt là các con sẽ được học cách yêu thương những người xung quanh mình. Chương trình khóa học hè tại Mitsuha Junior có thể diễn ra ở online và offline. Chính bởi vì vậy, ba mẹ có thể linh hoạt lựa chọn hình thức học cho con của mình. Vậy thì còn chần chờ gì nữa ba mẹ ơi, hãy đến ngay Mitsuha Junior mùa hè này.